mà kêu để xa ha. Ừ, để cao. Cao thì để cao lên cái cỡ này cao nữa không? Bỏ có tay như chưa, bỏ cái ghế lên thôi. Được rồi, cao lắm á. Ôi chị đang em chưa rồi. Được chưa? Được không? Ngồi xuống đi. Khó một nhạc đi. Ê, nó kêu mở mở nhạc ra trước, nó có không khí vào, chưa có không khí, nó có sức đi, để làm. Ồn, mấy người to, thôi cỡ to thôi. Chị ba xem á, chị ba ngồi hết mấy cái người. Chị sẽ nói, chị sẽ đi Trang lên. Rồi đông đông rồi la nha mọi người. Hôm nay phải tiết chế cái giọng nói lại. Dạ Trang Lê ơi, Yến Quần là 40k nha. Em ở Thủ Đức nha chị. Em ở quận Thủ Đức nha. Yến Quần ngắn có màu xám với màu đen 40k nha. Xem kìa mày. Mà nó trang mày mày. Trời ông đông xíu rồi lại. Mấy bốn người. Trời ơi, tên lưu tên. Trời, mỗi lần nói lại mấy chục cái nha. Cái gì vậy? Like đi, 7 người. Mọi người ơi, ai thích set em đang mặc không mọi người? Cái set em đang mặc là có 35k thôi nha. Cái set em đang mặc là có 35k thôi nè mọi người. Rồi một cái áo bẹt vai nha. Có bo ngay eo. Và một cái quần nha. Một cái quần đùi nha, quần ngắn nha. Quần đùi ngắn nha. Set em đang mặc có 35k thôi nè. Lướt thôi. Một set em đang mặc có 35k thôi nha mọi người. Một set đang mặc có 35k thôi nha mọi người nha. Một áo bẹt vai nè, có bo nhúm ở eo nha, có bo nhúm ở eo nè. Còn một cái quần ngắn gì nha. Có 35k mọi người ơi. Mọi người ơi chia sẻ bài giúp em nha, anh xem xin một chấm nha.
Ngồi chia sẻ bài giúp em nha. Anh đang xem siêu một chấm với nha. Làm giá xếp đồng cộng. Đây, những cái set này có 35k mọi người ơi. Một áo dây nè, một áo dây với một quần nè. Một cái áo dây với một quần nè. Có 35k thôi nha, một set nha, đồ bộ nha. Alex comment giúp em nha, dây vàng nha. Alex bộ này comment giúp em dây vàng nha. Có 35k một set này thôi nha mọi người. Mặt trước nè. Có 35k một set này thôi nha. Có 35k một set thôi nha. Áo với quần nha, đồ bộ nha. Đây em cầm màu này nha, dây xanh nha. Alex comment giúp em dây xanh nha. 35k một set thôi. Dây xanh nha mọi người. Một áo dây nè, có lại một quần, quần xanh gì thôi nha. Có dây quần xanh này thôi, 35k nha. Mọi người ơi, anh đang xem cho xin một chấm với nha mọi người. Cho em xin một chấm với nha. Với cho em xin một lượt chia sẻ nha. Chào Giảng Phong nha. Mọi người ơi, chia sẻ giúp em với cho em xin một chấm với nha. Anh đang xin một chấm với nha. Một set em đang mặc như vậy chỉ có 35k thôi. Có loại dây nữa nha mọi người. Có loại áo dây nữa nha. Mọi người ơi, có một set chuối nha. Có một set chuối, một cái áo thun với lại một cái quần chuối như vậy nè. Có 40k mọi người ơi. Ngồi đi, em ngồi xuống. Đây nè, một set chuối dày nè, phải là một cái quần 40k thôi nha. Em chào Mộng Nhi nha, Mộng Nhi nha. 45k một set chuối nha. Một set chuối, một cái áo thun và một này set chuối nha, comment giúp em set chuối nha. 40k một set thôi, một cái áo thun và một cái quần ngắn chuối nha. Dễ thương lắm mọi người ơi. Một quần ngắn nè, ống rộng nè, phải là một cái áo thun nha. Em ở Thủ Đức nha chị. Chị Sen Nguyễn ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha chị. Này 30k thôi nè mọi người. Đồ bộ 30k thôi nha. Đây, comment giúp em dây xanh lá nha. Dây xanh lá nha, 30k thôi nè mọi người. Một cái dây phải là một cái quần ngắn, 30k thôi nha. Cái này 30k nè mọi người ơi. Dây xanh lá nha. Alex comment giúp em dây xanh lá nha. Một cái áo dây như vậy nè. Với lại một cái quần quần ngắn thôi nha. Dây xanh lá 30k nha, đồ bộ nha mọi người. 30k thôi nha. Dây xanh lá nha mọi người, dây xanh lá nha. Comment dây xanh lá 30k thôi nha, một đồ bộ nha. Một áo dây vậy với một cái quần ngắn thôi nha, 30k thôi nha. Chào chị Văn Bao nha. Ngày nào cũng gặp chị vui ghê. Mọi người ơi, comment giúp em dây sọc nha. 30k thôi nè mọi người. Mấy bộ đồ bộ này 30k thôi nha. 30k thôi nha mọi người. 30k thôi nha. Ngày dây sọc nè, 30k thôi nha chị nha. 30k nha. Dây sọc đỏ giúp em nha. Comment giúp em dây sọc đỏ giúp em nha. 30k thôi nè mọi người ơi. 30k thôi nha. 30k thôi nè mọi người. Dạ hello chị Phan Bao. Mọi người ơi, sẽ đang mặc có 35k nè. Bẹt file này 35k nha. Mấy mẫu dây kia là 30k. Còn bẹt file này có 35k nè, một set nè mọi người. Đẹp lắm nha, phải phone miệng đẹp lắm nha mọi người nha. Hãy lấy comment giúp em nha. Cái set em đang mặc có 35k thôi nè mọi người ơi. Một quần nè, với lại một cái này bo nha. Đẹp lắm nha mọi người. Mọi người ơi, anh đang xem cho em xin một chấm và một lượt chia sẻ nha. Em có thun nha chị Văn Bao, em nhiều loại lắm. Thun thường với thun thái nữa, chị muốn xem lại nào thì chị đưa lên giúp em chị nha. Này bữa có xem. Thì em để em like cho chị thun thái trước nha. Má thun mấy mẫu bữa like chị xem á chị. Má thun mấy mẫu bữa like chị xem với chị nè. Cầm
Thôi chị like cho em ấy đi. Like cho công. Đây nha, Phong Thái thì 40k nha mọi người. Phong Thái 40k nha, ai lấy comment giúp em nha. Comment giúp em hình bướm nha. Hình con bướm nha, ai lấy comment giúp em nha. 40k thôi nha mọi người. 40k thôi nha. À, lấy cái này là Phong Thái nha, Phong Thái là 40k, thông thường là 30k thôi. Em like tiếp nha. Em like với mẫu Phong Thái nha. Thun Thái 40k, Thun Thái là thun đẹp lắm nha mọi người. Bao miệng đẹp luôn. Đây là mọi người ơi, lấy comment giùm em chị Mickey nha. Hình có đính cườm nha, Mickey đỏ nha. 40k một cái áo Thun Thái. Comment giúp em Mickey đỏ nha mọi người. Mickey đỏ nha. Comment giúp em Mickey đỏ nha. Cái đính cườm đẹp lắm nha. Đây. Dạ nhiều màu lắm chị, màu trắng màu đỏ này chị, có màu trắng màu đỏ này chị. Em like tiếp nha, em like tiếp chị xem, em like từng nha, biết cái nào chị lựa nha. Có màu đen nữa nha. Đây nè chị ơi, thông thường lấy cái mẫu thông thường thì có 30k thôi nè mấy chị ơi. Đây nha, cườm này có màu màu hồng ruốc nữa nha. 30k thôi nè. Đây 30k thôi nha mấy chị nha. Đây mẫu cườm nha. Này 89 nha. Comment giúp em 89 đỏ nha. 89 đỏ nha. 89 đỏ nha, em có màu hồng ruốc nữa nha. 89 đỏ nha. 89 hồng ruốc nha. Comment giúp em 89 màu hồng ruốc nha. 30k một cái áo thun đính cườm bao đẹp luôn. Đính cườm này đẹp lắm nha mọi người nè. 89 nha, comment giúp em số 89 đỏ, màu hồng ruốc nha, có màu đỏ màu hồng ruốc nha. Comment giúp em áo thun 89 nha. Sọc nha, cái mẫu này sọc nè mọi người. Mẫu cường sọc nè, lấy comment giúp em nha. Lấy comment em sọc nha. Sọc nha, phong rộng nha, cái này phong rộng lắm. Đây sọc nha, comment giúp em sọc nha. 30k thôi, cái này có 30k một cái thôi. Comment sọc nha. Thun đẹp nha mọi người. Có đính cườm nha. Nè 89 có màu đỏ nha. Màu đỏ cườm màu hồng ruốc là đẹp lắm nha. Chị mờ sao ta? Trên đây mờ, bên đây có mờ không? Con vừa thôi chứ không có con chứ không có dài nha, đâu cái màu Mickey đâu. À đỏ Mickey là Thun Thái. Đây là chị Thun Thái. Ừ, ý chị hỏi dài như nè, chứ không phải là ngắn, cái này cái mẫu này là ngắn nè. Đây, đây phong gì là chị nè, em thử gì coi nè. Phong dài nha. Phong dài nha chị nha. Phong dài chứ không phải là phong ngắn đâu. Cái này có 40k Thun Thái đẹp nha. Thun Thái đẹp mấy chị nha, Mickey đỏ nha, comment giúp em đỏ Mickey nha. Đây Thun Thái đẹp lắm, đây form gì nha, form dài chứ không phải là form ngắn không. Em nha, đẹp nha. Comment Mickey đỏ giúp em nha. 40k, Thun Thái 40k. Bên em không bán chân váy nữa nha chị. Còn hai cái luôn. Chị chờ xíu nha, để em lấy chân váy em lại cho chị nha chị Phương Thảo. Lấy đâu, để đâu? Lấy đây chị. Còn cái này còn cái kia là mấy đó chị hôm qua ta à đó tôi phải vừa qua. Còn cái trắng non.
trắng nha. Nè cái nước giáp hai bên phải. Thơ thơ ơi, yến đen quần màu đen phía sau là 40k nha. Kaki nha, cái đó kaki nha, còn một cái màu xám thun nữa. Có màu xám thun nữa nha. Cái bịch màu xám đây nha, kaki nha, yếu quần nha, phong nhỏ nha, kaki nha, 40k thôi, một áo một quần, một áo với một yếm 40k thôi. Ai lấy comment giúp em yếm đen nha, có màu xám thun nữa, có màu xám và bằng thun, có màu xám và bằng thun nha, xám này bằng thun nha, còn này màu đen nha, 40k một yếm nha, lấy comment yếm giúp em nha, 40k một yếm thôi. Ok Phương Thảo nha. Để cho Phương Thảo size 28 Phương Thảo nha. Mày móc bên đây gì gửi cho. Đây nha, ok Phương Thảo nha. Cái bịch nguyên nóng bịch ở trong này nè. Sáng còn ra ngoài đi, ra ngoài lấy đi, thun thái nhiều lắm. Ý chị hỏi là cái thun thái còn nhiều lắm. Biết không, mấy cái bịch thì nè, mấy cái bịch mà có hình hoa, hoa thêu á, thun thái á. Lấy màu đi. Lấy, đừng có lấy nguyên lô, lấy cái màu thôi. Chết rồi, lấy bịch đừng. Đừng có lấy rồi, bỏ đi. Nè, bút đâu hồi nãy chụp cái bút á. Ủa, đây còn cái màu trái này. Không có lắm nó. Không, hết rồi, nó hết rồi, đóng khuôn hết rồi. Mà còn cái đỏ rồi đó. Đỏ lai rồi. Đỏ mất kia này chị hỏi là. Ok nha, Phương Thảo có thấy comment, thấy địa chỉ điện thoại của bạn rồi nha. Bút ấy cho đi. Mẫu áo thun thái em còn màu này nữa nha chị. Nha chị. Cái này là màu nâu cù nha chị. Đây chị ơi. Đây. Giá 40.000. Đây. Comment giúp em nâu cù nha, nâu cù nha chị. Em còn thêm một màu xanh. Hoa xanh nha chị, comment nếu chị lấy thì comment giúp em nha. Hoa thêu lên, hoa đắp lên nha chị. Hoa thêu nha chị. Hoa thêu đắp lên nha chị. Lấy thì comment giúp em hoa xanh nha. Chỉ 40k thôi. À, chị Lâm Nguyễn Khánh Vy ơi, nếu như mà chị lấy áo thun số lượng nhiều thì chị inbox nick Phạm Thị Ngọc Anh giúp em nha. Người ơi, đây xem cho xin một trắng nha. Cho xin một trắng với nha. Mọi người cho xin một trắng với mọi người nha. Cho xin một trắng nha và một lượt chia sẻ nha. Hiện giờ 50 cái không đủ ở đây nha, Nguyễn Lâm Khánh Vy ơi. 50 cái đây không đủ nha. Tại vì tại vì mình không phải là người bán, mình qua mình phụ thôi nha. Inbox đến Phạm Thị Ngọc Anh giúp mình, Ngọc Anh mới là người bán này nha. Có 30k thôi nè chị ơi, đây nè. Đính đá nha, đính đá nha, comment giúp em hồng nha. Hồng nhạt nha, hồng đá nha. Comment giúp em hồng đá nha, đính đá nha. Đây nha, đây nha mọi người nha. Cái này thông thường nè có 30k thôi nè. Thông thường có 30k thôi nha mọi người nha. Thông thường này có 30k thôi nha. Thông thường và thun thái nha. Còn 2 cái. Gì?
Dạ đang có nha chị phân bao. Nè bỏ đi chị lấy cho. Để em lấy một đen em qua chị cho xem nha, đen. Đen nhiều lắm nha. Đen mấy đen này 30k nha chị. Hôm nay mình á, chỉ có kiểu dần dần đó. Áo thun còn hai mấy cái hả chị? Áo thun còn hai mấy cái hả chị? Bà vô inbox đó bà trả lời đi. Đây nha chị nha. Đen 81 nè. Đen 81 nha, comment giúp em số 81 nha. 30k thôi nha, 81 nha, 30k nha. Đây 81 thôi nè, 30k nè. Đây nha, 81, comment giúp em 81 nha. Con mèo nha. Con mèo nha, hình in nha. Con mèo nha, 30k thôi nha. Con mèo nha. Con mèo này 30k nha, 30k thôi nha. 30k nha. Con mèo, comment giúp em con mèo nha. Adidas nha mọi người. Comment giúp em chữ Adidas nha. Comment giúp em chữ Adidas nha. 30k thôi nha mọi người nha, 30k thôi nha. Adidas nha. Chanel nha. Chanel sọc nha. Comment giúp em chữ Chanel nha mọi người. Đây, comment giúp em chữ Chanel nha. Chanel nè. Chanel nha. 30k một cái thôi, áo thun 30k một cái thôi. Thông thường 30k một cái thôi, Chanel nha. Mọi người ơi, cho em xin một lượt chia sẻ nha. Số 5 nha. Cái này comment giúp em số 5 nha. Số 5 nha chị. Số 5 nha. Comment giúp em chị số 5 nha mọi người. Số 5 nha. Cho em coi cho mọi người rõ nha. Số 5 nha, thun 30k thôi nha. Set em đang mặc nó có 35k nè mọi người, ai lấy cho mọi người. Set em mặc này có 35k đẹp lắm nha. Đây là chị ơi, số 81 nha. Số 81 nha. Số 8 hình in nha, số 81 nha, form to nha. Đây. Còn cái màu đen có nón này chị. Comment giúp em nón nha. Comment giúp em nón nha. Đây này có nón nha, cái này rất top. Cái này rất top, comment giúp em nón nha. Comment giúp em nón nha, có 30k mọi người ơi. Nón nha, comment giúp em nón nha. Áo thun có nón nè. Đó. Có 30k mọi người ơi, 30k thôi nha. Mọi người ơi, anh đang xem cho xin một chấm nha. Cho em xin một lượt chia sẻ luôn nha mọi người ơi. Đây nè, set em đang mặc. Set em đang mặc có 35k thôi nè mọi người. Có 35k thôi nè mọi người, ai thích không mọi người. Áo hết đi nha, áo hết đi 40k thôi nha. Áo hết đi 40k thôi nha. Áo hết đi 40k thôi nha. Ok, ok Phương Thảo nha. Đọc cái mã rồi bỏ đi. Nè viết viết cho đi. Ok chị Phương Thảo nha. Rồi chị để rồi, chị nghe cầm đen nha. Đây nha, áo hết đi 40k nha. Có cái nón nha. Áo hết đi nè mọi người, áo khoác hết đi nha. Áo khoác hết đi nha, 40k thôi nha. Comment giúp em chị hết đi nha. Hot đi nha, đây hot đi nha, 40k thôi nha.
áo hoodie nha, hoodie 40k thôi nha. Có nón nha mọi người, có cái nón nè, áo hoodie comment giúp em hoodie nha. Hoodie này 40k thôi nha. Ai lấy comment chữ hoodie giúp em nha. Chị ơi 64kg sợ ôm lắm nha chị. Thun thì nó co giãn nhưng mà nó rất là ôm. Đây 64kg thì là rất ôm lắm nha chị nha. Mặt nó không thoải mái đâu. Có sai em nói vậy nha, mặt không thoải mái đâu. Thun thái nó đẹp thiệt á, 40k thun thái đẹp thiệt. Nhưng mà cái này phong ôm, phong ôm á chị ơi. 64kg thì mặt chật nha, không thoải mái được nha. Vừa thì vừa nhưng mà em chắc chắn là nó sẽ không thoải mái cho chị. Chỉ có những cái mẫu thông thường hồi nãy em like á thì phong rộng hơn. Nhưng mà còn cái này không vừa đâu. Mua mắt công mọi người về mà không được nữa. Giờ chạy lên biên gì luôn hả? Mà không được rồi bỏ là phí tiền đó. Bên em không ship tỉnh đó nha chị Ly Trần. Ly Trần ơi. Ninh Bình quê chị nè. Tết có chị về Ninh Bình. Biết tên chưa? Rồi nè. Để trước. 715 đúng không? Lấy áo lấy cái tay cho xong áo luôn. Áo không còn sao kìa mấy mẫu bên này. Áo hoodie còn hình thần tài nữa nè mọi người. Hoodie có thần tài nữa nè. Ai đang xem cái hộp trắng của mọi người nha. Ai đang xem cái hộp trắng của nhà mọi người ơi. Ai đang xem cái hộp trắng của nha. Đẹp quá mà nhỏ tiếp quá. Dạ đẹp thiệt các chị. Nhưng mà nó nhỏ, nó phong nhỏ. Đây nha mọi người ơi. Cái này là phải thun gân nha. Cái này đi gân nha. Hoa hồng đắp lên nha mọi người. Hoa hồng đắp lên nha. Có 30k thôi. Cổ thuyền nha mọi người. Cổ thuyền vậy nha. 30k nha. Thun gân nha. Ai lấy comment giúp em hoa hồng nha. Ai lấy comment giúp em hoa hồng nha. Hoa hồng đắp lên đẹp lắm nè mấy mọi người ơi. Comment giúp em hoa hồng nha. Thun gân nha. Cái phong ngắn, cái này kiểu ngắn ngắn luôn. Tới rúng á. Mặc lên tới rúng á. Thun gân đẹp lắm nha. 30k thôi. À, em xem cho em xin một chấm với lại một lượt chia sẻ nha mọi người ơi. Mọi người ơi cho em xin một lượt chia sẻ nha và một chấm nha. Ai đang xem cho em xin một lượt chia sẻ và một chấm nha mọi người nha. Để chia sẻ cho em. Mọi người chị Phan Bao ơi, phong dài bên em không có chị ơi. Phong dài mấy cái mẫu dấu quần không có. Chà máu lạnh nha.
Rồi vậy cái xanh điểm mặt của chị Văn Ba, chị Văn Ba có dạ, ok nha. Rồi đi, đưa chị cái bịch. Đưa đưa cái áo xanh bịch rắc rồi. Mấy chị ơi, mấy chị lấy vui lòng cầm mấy chị điện thoại nha, chị Phan Ba thì quen rồi, mấy chị nào em quen thì không cần đâu, còn mấy chị nào lạ lạ thì vui lòng comment giúp em địa chỉ số điện thoại luôn nha, rồi em mới chốt được nha. Mọi người ai đang xem cho em xin một chấm với lại một lượt chia sẻ nha mọi người ơi. Dạ ok chị, đây này chị, đó cái xanh này em để chị rồi nha, em nhớ nha, em nhớ rồi nha. Sữa cần tiền mua sữa cho con. Còn em cũng là sinh viên nghèo nha mấy chị, sinh viên nghèo rồi bạn em là bà mẹ bưng sữa, mình không thể nào bớt được nữa nha, hàng là hàng sao lỗ luôn rồi đó mọi người. Đây đầm suông nha, sao nóng đầm suông nha mọi người nha, đầm thun suông nha, comment giúp em cô đỏ nha, đầm thun xương nha, 35k. Cái đầm thun xương xương này là chỉ có 35k thôi nha, thun xương nha mấy chị nha, comment giúp em chữ cô đỏ nha, cô đỏ nha. Em like tới mẫu đầm nha, đầm xương nha, em like đầm body nha, đầm body sắn eo nè. Đây body xoắn em 35 nha. Sọc nè chị ơi. Đây nha chị. Cái này hình cái hình này về tháo ra luôn nha. Hình này về tháo luôn cũng được, cái thằng vàng nè mấy chị. Này tháo ra luôn nha. Cái này về tháo luôn giùm em nha, không thì để em tháo nha. Đây nha. Đây nha mấy chị nha. Sọc nha, đấy comment em sọc đỏ nha. Sọc đỏ nha. Sọc đỏ nha. Làm body 35k thôi nha mọi người. Làm body 35k thôi nha. Làm body có xoắn eo nha, 35k nha. Em có sọc nha. Đây là giật dây con, làm body xoắn eo nha, body xoắn eo nè, 35k thôi. Ai lấy comment giúp em nha. Body xoắn eo nha. Body xoắn eo nha mấy chị. Có màu xanh nè, comment giúp em màu xanh nè. Body xoắn eo nha. Màu xanh nè. Có sọc nữa. Đó đó đó. Body xoắn eo nha. Comment giúp em đỏ nha. Đỏ, comment giúp em đỏ. Body xoắn eo nha. Cái này nó có tàn trước nè, có sẽ tàn trước nha. Body xoắn eo nha, body xoắn eo. Body xoắn eo, body xoắn eo đỏ, comment giúp em body xoắn eo đỏ hoặc xanh.
Còn cái này là sọc. Comment giúp em sọc nha. Cái này là sọc. Đọc cái mã. Đây body xoắn eo sọc. Comment giúp em body xoắn eo sọc nha. Body xoắn eo sọc nha. Body xoắn eo sọc nha mấy chị. Sọc nha, body xoắn eo sọc. Comment giúp em. Dạ mấy cái áo thun đó thì 30 thôi nha chị Mickey. Chị Mickey ơi, 30k áo thun nha. Mấy cái sọc đó em lấy. Nãy có mấy cái sọc đó. Body bên em có mấy màu luôn á mấy chị. Mọi người giúp em trắng giúp em nha. Body xoắn eo trắng nha. Body xoắn eo trắng nha. 35k thôi nha mấy chị. Body này 35k thôi nha. Body xoắn eo trắng nha. Body trắng. Comment giúp em chỉ body trắng được rồi nha. Body trắng nè. Mọi người ơi, cho em xin một chấm nha, em xin cho em xin một chấm với mọi người chia sẻ nha. Chia sẻ like giúp em nha mọi người. Mọi người chia sẻ like giúp em với nha. Sọc còn có 3 cái nè chị ơi. Sọc em còn 3 cái nè. Comment giúp em là mã số 5 nha. Cái này là mã là số 5 nha. Comment giúp em số 5 nha. Comment giúp em số 5 nha. Số 5 nha. Đây 30k thôi nha mọi người. Số 5 nha. 30k. Chanel nha. Comment giúp em chữ Chanel nha. Chanel nha. Ok, Philip Trần nha. Ai lấy comment liền giúp em địa chỉ và số điện thoại em mới chốt đơn nha. Comment luôn giúp em Philip Trần ơi, comment giúp em địa chỉ số điện thoại nha. Ok, em thấy số điện thoại rồi nha, cho em xin địa chỉ luôn nha. Cho em xin địa chỉ nha. Comment giúp em chữ Chanel nha mọi người, chữ Chanel nha. Chữ Chanel nha. Đây Chanel đây. Comment chữ Chanel 30k thôi. Philip Trần ơi, cho em xin địa chỉ luôn nha. Em thấy số điện thoại rồi, cho em xin luôn địa chỉ nha. Em xin luôn địa chỉ nha, em mới chốt được nha. Đây. Comment giúp em sọc trắng nha. Chanel luôn. Ok, Philip Trần nha. Có Chanel, có Philip Trần luôn. Đây nha, comment giúp em trắng nha. Sọc trắng nha. Comment giúp em chữ sọc trắng nha. Sọc trắng nha. Philip Trần ơi, cho em xin địa chỉ nha. Rồi em mới chốt luôn nha. Chị ơi, cái số 5 đó có Philip Trần lấy rồi. Còn cái này nè chị, form em y chang nè chị. Nè em thử gì coi nha. Em mặc nó vậy nè chị. Vậy nè. Qua bụng á chị, có tới được cái qua bụng á. Còn một cái này thôi, còn cái sọc trắng thôi nha. 5 phần Chanel là của Philip Trần lấy rồi nha. Philip Trần ơi, cho em xin địa chỉ luôn nha. Em thấy số điện thoại rồi, nhưng mà cho em xin địa chỉ nha. Cho em xin địa chỉ nha. Đây, comment giúp em sọc trắng nha. Sọc trắng nha. Mặc đến được qua bụng nha. Che bụng được nha. Không ngắn nha, không phải dạng laptop đâu. Che bụng nha, qua bụng luôn nha. Comment giúp em địa chỉ số điện thoại nha. Lấy comment ra chị. Sọc trắng nha, comment em sọc trắng nha, đính cườm nha. Sọc trắng nè, đính cườm đẹp nha. Đính cườm nha. Comment với em sọc trắng nha. Dạ ok nha Philip Trần nha. Dạ ok, em thấy được chị chụp chưa? Chụp của Philip Trần á. Dạ ok, em thấy rồi nha Philip Trần ơi. Tập 5 ký không? Chị ơi, sọc thì em còn có 3 cái này à. Nãy chị hỏi sọc em còn có 3 cái này à chị. Dài hơn thì có thun thái nó dài hơn mà chị không vừa.
Mọi người ơi, sáng đang mặc có 35k nè mọi người. Cái set trẻ phai nè, em đang mặc có 35k mọi người. Còn một set này nha. Đây một set nha. Một set luôn nha, một set nha. Một set một cái áo dây vậy nha. Cái áo dây rất top. Một cái váy, một cái quần chứ một cái quần ống rộng. Cái quần ngắn ống bao rộng luôn. Set này 40k thôi nha. Một cái quần ống rộng luôn, bao rộng luôn. Cái này một cái áo dây rất top, một cái quần ống rộng vậy nè. 40k thôi nha. Và một cái áo dây một set dài nha. Alex comment giúp em set nha. Set nha, set nha. Ờ qua đây này 35k thôi nha mọi người, tay lỡ nha. Comment giúp em đỏ nha. Body đỏ. Tay lỡ nha mọi người. Chất len gân nè, chất len gân nha mọi người nha. Chất len gân nha. Body nha. Body nha, body. Body nha mọi người, body nha. Body tay lỡ. Tay lỡ nha. Comment giúp em body đỏ nha, body sọc đỏ nè. Áo thun cổ nha mọi người, phải dày lắm, cái này phải dày với áo thun cổ nha. Mọi người comment giúp em chữ áo cổ nha, áo cổ nha. 30k thôi nha, áo cổ nha, 30k thôi nha. Áo cổ 30k nha, thun dày nha. Áo cổ 30k thôi nè. 30k thôi nè, mấy chị ơi 30k thôi nè. Ai đang xem xin một chấm đi mọi người ơi. Cho em xin một chấm đi. Mọi người ai đang xem cho em xin một chấm nha, để biết mọi người còn xem nha, cho em xin một chấm nha. Cho em xin một lượt xe luôn đi mọi người. Cho em xin một lượt xe luôn mọi người nha. Mấy chị ơi cho em xin một lượt xe đi. Mọi người ơi body này nha. Body. Mọi người ơi body tay ren nha. Body tay ren nha. Có 35k thôi nha mọi người. 35k thôi nha. Em có màu hồng nữa nha. Đây nè. Cái này có màu hồng nữa nha mọi người, màu trắng màu hồng nha. Em ở Thủ Đức nha. Em ở Thủ Đức luôn nha. Em ở quận Thủ Đức luôn nha. Đây nha mọi người. Đây nha, body trắng nha, body nha, comment giúp em body trắng tay ren nè. 35k thôi. Ai thích body không mọi người? Em ở Thủ Đức nha. Này 35k nha mọi người, một cái áo laptop với một cái chân váy nha. Một cái áo laptop như vậy nè, cái này
Dạ, giờ em không ship tỉnh nữa nha chị Nga Nguyễn. Ship tỉnh giờ không ship nữa nha chị. Ship nhanh lẫn ship thường nha chị. Dạ ở đây không có xanh cá mập đâu nha anh máu lạnh. Anh máu lạnh đi chỗ khác đi nha. Em live tiếp nha mọi người. Đây là giống cái kem hồi nãy nha mọi người. Em có hai màu nha, kem hoặc đỏ nha. Ai lấy comment giúp em nha. Áo baby doll đấy nha mọi người ơi. Màu đen. Em có hai màu nha, vàng trắng nha. Đây. Được mà cọc kẹt. Dạ, qua Tết thì em ship được nha chị. Nhưng mà phải cọc kẹt Viettel 20 giúp em nha chị Ly Trần. Áo baby doll nữa nha mọi người ơi. Màu xanh nha, xanh biển nha. Em có hai màu, màu xanh biển với lại màu đen nha. Đây, màu đen nha, 30 thôi. Đây đó nha mọi người. Có nhúng eo nha mọi người, 30 luôn. Đồng giá hết. Em có hai màu nha. Xanh này với lại màu trắng nha. Đây. Comment giúp em màu trắng hoặc màu xanh nha. Màu. Mọi người ơi, ai đang xem thì cho em xin một chấm với lại một lượt chia sẻ like nha mọi người ơi. Mọi người ơi, em có set váy này nha mọi người ơi. Áo váy nha. Đây. Một bên có tay dài nha, một bên không có tay nha. Chứ lại đi kèm với chân váy luôn nha. Em có 3 màu nha. Đây là sọc xanh nha mọi người. Sọc xanh nha. Này 40 một set nha mọi người ơi. Đây là xanh nha. Em có 3 màu nha. Màu nâu nha mọi người. Đây, màu nâu. Màu đỏ nha mọi người. Màu hồng nha, màu hồng nha. Ai lấy thì comment giúp em nha. Hồng, xanh hoặc nâu nha. Chỉ 40 thôi.
Thu Thủy ơi, cái set đang treo tường cái yếm á hả chị? Cái yếm đó là 40k nha. Một áo với lại một quần đen nha, quần đen ngắn nha. Kaki nha. Dạ ok chị Ly Trần nha, em thấy rồi nha chị Ly Trần nha. Em chụp lại màn hình. Dạ ok chị Ly Trần. Thủy set em treo tường đó là 40k nha, cái yếm nha. Ủa chị Thiên Thiên cầm lên chứ điện thoại chưa. Ok chị nha. Chị Thiên Thiên ơi, cho em xin số điện thoại nha. Em thấy địa chỉ rồi nhưng mà chưa có số điện thoại nha chị Thiên Thiên. Chị Thiên Thiên ơi, cho em xin số điện thoại nha. Chị ơi, đây chị. Set đen nha. Có màu xám thun nữa nha chị. Cầm đi, cầm đi. Một cái thun với là một cái quần đen kaki nha. Còn cái xám là bằng thun nha. Còn cái này là kaki nha mọi người. Comment giúp em. Bị mờ rồi, bị mờ. Đây nha, comment giúp em yếm đen hoặc là yếm xám nha. Yếm đen nha, kaki nè. Cái này kaki nha. Còn cái yếm kia là màu xám là thun nha. Đó, màu xám đó mọi người. Này là màu xám nha, thun nha. Đây, áo thun trắng luôn nha. Dạ ok chị Thiên Thiên, cho em xin số điện thoại. Mọi người ơi, một set này có 40k nè mọi người. Một áo dây trắng, một áo dây thun trắng. Với lại một cái chân váy nha. Bên trong có lót quần nha. Chân váy xếp ly nè, kaki bên trong có lót quần. Đằng sau có thun nè. Đây nha, một set này nha, một cái chân váy xếp ly nha. Em có màu xám với màu đỏ đô nha, 40k một set, 40.000 một set à. Một cái váy xếp ly xám. Ờ, nó cỡ hai tớ. Thứ hai có nha chị Thiên Thiên ơi. Thứ hai có nha chị Thiên Thiên. Cô chủ nhỏ ơi, mình ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ ok nha chị Lê Thị Kim Loan. Đây nha chị, 40.000 thôi nha chị. Màu đen với màu xám nha. Màu đen là bằng kaki. Màu đen là bằng kaki nha. Cái này là quần nha chị, quần ngắn nha. Còn màu xám là thun nha chị. Quần xám là bằng thun nha, 40.000 thôi nha. Đấy nha chị nha. Đây là màu xám nha. À có set yếm váy nữa kìa. Lấy giờ luôn. Em đây, có set yếm váy nữa nha chị ơi. Váy ôm nha chị, váy ôm nè chị. Váy ôm có xẻ nha. Đây 40.000 luôn nha. Yếm quần hoặc là yếm váy giúp em nha, 40.000 luôn nha. 40.000 nha, yếm váy hoặc yếm quần nha. Rồi qua luôn. Mọi người ai thích set nè, mọi người một cái áo dây nè, áo thun dây. Với lại một cái váy xếp ly nè. Bên trong có quần á mọi người. Bên trong có cái lót quần á. Đây nha, bên trong có cái lót quần nha. Bên trong có cái lót quần nha, xếp ly xám nha. Em có màu xám hoặc là màu đỏ đô nha. Em có màu xám hoặc là màu đỏ đô nha mọi người. Màu xám hoặc đỏ đô nha. Ok, chị Lê Thị Kim Loan set đen nha. Comment giúp em địa chỉ số điện thoại nha. Comment giúp em địa chỉ số điện thoại rồi em mới chốt hàng luôn nha mấy chị nha. Cho em xin số điện thoại với địa chỉ rồi em mới chốt được nha. Đây mọi người ơi, một cái set này, một cái áo thun trắng nè, với lại một cái váy xếp ly nha. Bên trong có lớp quần có 40.000 thôi. Đây cái áo thun trắng có 40.000 thôi, em có màu xám với lại màu đỏ đô. Đây nha, cái một set thì có 40.000 thôi. Set này dễ thương lắm mọi người. 40.000 một set à. Chị nào mua hàng á vui lòng comment giúp em địa chỉ số điện thoại luôn nha. Ok Linh Liên nha. Body đúng không chị?
Cái body dây đúng không chị? Đây nha chị. Cái này 35.000 thôi nè chị. Đó có màu hồng ruốc nữa. Đây, hồng ruốc màu xám nữa nha chị. Có màu hồng ruốc nè, màu hồng ruốc. Với màu xám nha. Comment giúp em màu giúp em nha, hồng ruốc hoặc là màu xám nha, màu đỏ. Có 3 màu. 35.000 thôi. Cái body đó 35.000 thôi nha. Thiên kêu cho số chị. Thiên Thiên ơi, cho em xin số điện thoại đi chị. Gì còn xem like không, cho em xin số điện thoại chị ơi. Chị chưa em cho em số điện thoại nha. Chị Lê Thị Kim Loan ơi, cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn nha. Rồi em mới chốt hàng cho chị được nha. Mấy chị ok chị Linh Mi nha. Dạ, chị Lê Thị Kim Loan ơi, em qua tới ship Phu Lòng cọc kẹp giúp em kẹp Viettel 20 em giữ hàng nha. Giờ em không có ship tỉnh nữa, trước đây em không ship tỉnh nữa. Chị Linh Mi ơi, nếu như mà chị lấy cái váy đó thì chị cho em xin số điện thoại với địa chỉ nha, để em chốt hàng cho chị nha. Mọi người ở tỉnh đó mà lấy xong Tết thì Phu Lòng cọc giúp em kẹt Viettel 20 để em giữ hàng nha. Cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn rồi em mới chốt được nha. Em mới chốt hàng của mấy chị được nha. Cho em vui lòng cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn. Mọi người ơi, ai đang xem thì cho em xin một chấm với lại một lượt chia sẻ like nha mọi người ơi. Cho em xin một chấm với một lượt chia sẻ like nha mọi người. Đây nha chị, màu hồng đây nha chị. Có màu xám nữa nha. Đây là chị ơi. Rồi ok nha chị ơi. Đây nè màu hồng nè chị ơi, 35.000 thôi, bao đì này 35.000 thôi. Comment màu giúp em nha. Chị Kim Loan cọc kẹt cho em nha chị. Chị Kim Loan ơi, trong ngày hôm nay á, từ giờ đến tối chị vui lòng cọc giúp em kẹt thiệt theo 20 nha. Ok nha, mà chị Linh Miên là chị lấy cái nào nha chị Linh Miên? Mình lấy cái màu đỏ á. Tại hồi nãy kêu mình không một xe màu hồng. Chị Linh Miên ơi, chị Linh Miên lấy màu nào chị? Màu hồng hay màu đỏ chị? Đi chưa? Từ từ đi, chị coi. À, ừ, xếp em đi đi, chị cho chị để lại rồi. Dạ ok chị Linh Nhi nha. À Hiệp Bình nha. Cho con cưng. Dạ đúng rồi, cái đó 35.000 nha chị. À đi đi bóc mộ gì đó. Dạ mộ. Ông, mình tá mộ đúng rồi. Bóc mộ à, biết. Bóc mộ nha. Có bóc mộ nha. Tá mộ đúng rồi, hôm nay tá mộ. Dạ chị Kim Lan ơi, mai chị cọc kẹt giúp em nha. Cho ngày mai chị vui lòng cọc giúp em kẹt việc theo 20 nha. 35.000. Mấy chị Linh Miên ơi, thủ đất ship 10.000 nha chị. Đơn của chị là 45 nha. Thủ đất ship 10.000 nha. Nói mình lấy thêm đi chị. La tiếp nha, em la tiếp nha. Để chị Linh Miên, Linh Miên lấy màu nào. À màu đỏ kìa, màu đỏ thấy chưa? Thì chị thôi gieo đi, gieo đi, còn cái màu đỏ nè. Đây ghi chứ. Không, không. Đi gửi cái điện thoại lên đó luôn đi. Có công mốt rồi. Cho em xem xét đen yến gì là gì. Hết rồi. Hết rồi. Cho em xem đầm kìa. À đầm đi, ra đầm đi. Đầm đầm xuông đi. Đầm xuông. Ừ, ra đầm xuông. Cái này là gì đây? Cái này lai đây đi hả? Này cục bụng luôn. Ừ, cục em. Màu trắng ra đấy, thêm qua cái màu trắng này. Mọi người ơi. Cái gì vậy? Mọi người ơi, đầm xuông nha, có dây buộc eo nha mọi người ơi nha. 35 thôi, 35 thôi.
tay lỡ nha. Đây, tầm suông nha, 35 thôi. Có dây buộc eo luôn nha mọi người. Ai đấy comment giúp em nha. Em qua mẫu, em qua mẫu. Xám vịt nha mọi người, ai lấy thì comment giúp em nha. Xám vịt nha, màu xám vịt nha. Đây 35 thôi, 35 thôi. Ai lấy thì comment giúp em xám vịt nha. Lung đôn, ai lấy thì comment giúp em nha. Lung đôn trắng nha, em có nhiều màu lắm. Chị Lê thì Kim Loan ơi, 35 là chị lấy mẫu nào? Tầm xương bên em đồng giá 35k đó chị. Chị lấy cái nào chị? Lung đôn trắng nha mọi người, ai lấy thì comment giúp em nha. Lung đôn trắng nha. Đây, tầm xương nha. Em có lung đôn trắng, lung đôn đỏ nha. Cái hồng lấy đầm hồng tê sọc là cái... là cái dế đang cầm đó. Đây nha, lung đôn đỏ nha. Ok chị Kim Loan nha. Em có màu trắng, lung đôn trắng, lung đôn đỏ và lung đôn hồng ruốc nha mọi người. Ai lấy thì comment giúp em nha, ba màu nha. Trắng, đỏ, hồng ruốc nha mọi người ơi. 35 thôi. Cô gái nha mọi người, ai lấy thì comment giúp em chữ cô gái nha. Tầm xuông luôn, 35 thôi, 35 thôi, đồng giá 35 hết nha. Cô gái nha, ai lấy thì comment giúp em chữ cô gái nha. Xin cái đồng ren trên kìa. Đồng ren đây nè. Đồng ren đây nãy hả? Ừ, chứ nó không phải đen đấy. Có cái đó. Đồng ren, bằng ren. Đây nha chị, bằng ren nha. Có hai lớp nha chị, có lớp lót ở trong luôn nha chị. 35 nha mấy chị. 35 nha, 35 nha, dây cột luôn nha. 35 nha. Đây này chị coi chiếc ren nha chị, ren đẹp nha. Ren hai nha. Lớp nha, có bo eo nha. Dây cột nha, dây cột nha. Comment giúp em đầm đen nha, đầm đen nha. Ai lấy comment giúp em đầm đen 35 ngàn thôi. 35 ngàn thôi. Đầm công sở đó nha mọi người. Ai lấy thì comment giúp em nha. Đầm công sở nha, 35 luôn. Form bự nha, form rộng luôn. Chị có áo đó không? Dạ có nha chị Lê Thị Kim Loan. Em có nhiều áo lắm. Áo thun với áo kiểu nha chị. Chị muốn xem áo thun áo kiểu qua đem like chị xem. Áo bên em đồng giá 30 nha chị. Đây nha, comment giúp em xanh nha. Ai lấy này comment giúp em xanh nha. Đây có xanh với trắng nha. Đây nha. Đây xanh với trắng đây. Đó. Có nơ luôn nha. Xanh hoặc là trắng. Xanh hoặc trắng nha. 30 ngàn thôi. Áo baby doll nha. Baby doll xanh hoặc là đen nha. Comment giúp em caro xanh hoặc là caro đen nha. Caro xanh hoặc caro đen nha. Ai lấy comment giúp em caro xanh hoặc caro đen nha. Baby doll nha. Đây 30 ngàn nha mấy chị. Caro xanh hoặc caro đen nha. Caro đen hoặc caro xanh nha. Dạ bồ chú hồi nãy là 40 ngàn nha chị Ly Trần. 40 ngàn nha chị Ly Trần. Comment giúp em caro đen hoặc là caro xanh.
bộ không có là bộ vải cà tê nữa nha chị. Đây pyjama nha, dạng pyjama nha. Đây ai lấy comment giúp em nha, xanh vịt nha, 40k thôi nha. Đây xanh vịt nha, bên em còn nhiều màu nhiều mẫu lắm nha, quần đùi nha, quần đùi nha, 40.000 nha. Bên em có hồng nhạt, hồng nhạt. Ai lấy comment giúp em hồng mèo nha. Đây hồng mèo nha, ai lấy comment giúp em nha. Doraemon, ai lấy comment giúp em nha, 40k thôi. Đây cơ tê mọi người ơi, xem tôi xem một chấm nha mọi người, ít người xem quá. Có màu xanh nhạt nữa nha mọi người, ai lấy comment giúp em nha. Xám nha, xám nha. Kimono pyjama pyjama nha, ai lấy comment giúp em nha. Xám nha, 40.000 một cái pyjama mọi người ơi. Hồng đậm nữa nha mọi người, ai lấy comment giúp em nha. Hồng đậm nha. Đây pyjama có 40.000 à mọi người ơi. Nè nè nè, 30.000. Bộ này thì 30 nha mọi người. Hồng kitty nha, dây cột nha, anh lấy comment giúp em nha. Hồng kitty nha, dây cột nè, quần đùi luôn. Đây 30 thôi, 30 thôi. Ai lấy comment giúp em nha, hồng kitty nha. Bên em Nguyễn Phạm ơi, ok nha, bộ lẫn có caro nha, caro lẫn nha, có nhiều món lẫn nha. Mấy cái bộ hồi nãy em like là cà tê nha chị, giá 40 nha. Bên này nó không bị qua. Để em like bộ lẫn, để em like bộ lẫn cho Nguyễn Phạm nha. Đây để em mở ra cho xem nha. Đây xách nách nha, áo có quần túi lửng nha, quần lửng nha mọi người. Em nhiều màu lắm. 30 nha mọi người, em nhiều màu lắm. Áo sát nách nha, quần lửng nha, 30.000 thôi nè. Màu này là màu tím nha, comment với em tím nha. Quần lửng tím, vàng. Em có vàng nè, đỏ, đỏ nữa nha. Xanh dương nha mọi người, ai lấy comment giúp em màu nha. Xanh lá nha, 30.000 một bộ thôi, quần lửng. Có màu hồng nữa. Bộ lửng nha mọi người ơi. Đây quần lửng áo cà tê không có. Có hàng Thái. Có hàng Thái. Quần quần lửng nhưng mà áo tay ngắn đó là chỉ có hàng Thái thôi nha chị. Cái đó chờ 65.000 hàng order nha. Chị nhắn tin qua Facebook giúp em nha. Chị Lý Trần ơi, bộ này thì là 30 nha chị. Áo sát nách nha, áo sát nách quần lửng nha. Đây quần lửng này, áo sát nách. Không ship tỉnh nha chị Nguyễn Phạm ơi. Nha chị, bây giờ bên em không ship tỉnh nữa nha mọi người ơi. Chỉ có ship trong thành phố Hồ Chí Minh thôi nha mọi người ơi. Đây nha, quần lửng nha. Em có màu, mọi người lấy thì comment em màu tím, màu xanh dương. Ai lấy comment giúp em xanh dương nha. Xanh lá. Đây xanh lá, đỏ, vàng với lại màu tím. Đây 30 thôi, 30 thôi. Còn bộ nữa nha mọi người. Bộ 30 luôn nè mọi người ơi. Này form to lắm,
Cái này to lắm nè, bầu bí gì, biển sữa gì. Đây, xanh lá hoa nha, bộ lửng nha. Đây, cho mấy mẹ biển sữa mặc ở nhà nè. 30 ngàn thôi nha, mấy chị nha. Ai lấy comment giúp em hoa xanh lá nha, hoa xanh nha, hoa xanh lá nha. Hình như có màu hồng, đỏ. Màu đỏ nha mấy chị, màu đỏ nha. Màu hồng nha, màu hồng nha, xanh lá, màu đỏ, màu hồng nha, bộ lửng nha. Có hai loại nha. Dạ có nha chị Nguyễn Phạm. Qua Tết em có ship nha, nhưng mà chị phải cọc kẹt Viettel 20 giúp em nha chị. Cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn nha. Lựa hàng xong rồi cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn rồi em chốt. Rồi mấy chị inbox cọc kẹt 20 ngàn Viettel giúp em để em giữ hàng qua Tết em giao nha. Ship thường nha. Còn bộ này nữa nha mọi người, pizza nữa nha. Ai lấy comment giúp em nha. Cây dừa nha. 35 thôi, 35 thôi nha. Vải kate nha. Ai lấy comment cây dừa nha mọi người. Đây nha, quần ngắn nha. Đây. Ai lấy comment giúp em cây dừa nha, 35 thôi nha. Ai muốn qua Tết ship thì vui lòng cầu gạt Viettel 20 giúp em và cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn, em mới chốt hàng nha. Cái gì vậy? Ủa nãy rồi mà. Ủa cho bên nãy có người. Cái đầm này đầm đầm ren dây 35 ngàn nha chị. Đầm ren dây nha chị, 35 ngàn, đầm ren 2 lớp. Đó, đầm dây đen ren này 2 lớp 35 ngàn thôi. Dầm dây nha, 35 ngàn thôi. Cột nha, cột dây nha. Dạ ok Nguyễn Phạm nha. Lấy cho Nguyễn Phạm xem. Lấy này 35 ngàn nha. Comment giúp em cây dừa nha. Đây nha, cây dừa giúp em nha. Bán này là 35 ngàn nè mọi người. 35 ngàn, lấy comment giúp em cây dừa nha, 35 ngàn thôi nha. Còn mấy bộ kia là 40 nha, sell ấy 40 đi. Dây này 30 thôi nè mọi người ơi. Bộ pyjama hồng kìa. Pyjama hồng. Pyjama hồng nhạt. Có phải hôm này không chị Linh Trần? Hai cái. Đây đây. Có kimono. Polo ấy, polo. Bên em có hai dạng nha chị. Dạng là pyjama với lại một dạng là kimono nha chị. Đây. Kimono. Cái này là kimono nha, 40 ngàn luôn nha mấy chị. Kimono hồng nha. Còn đây là pyjama. Đây là pyjama nha mọi người. Đó, ai lấy thì comment giúp em nha. Đây là hồng mèo nha, hồng mèo 40 ngàn thôi, hồng mèo này 40 ngàn thôi. Còn ai lấy bộ này thì comment giúp em kimono hồng nha. Còn cây dừa này 35 thôi nè mấy chị, cây dừa này 35 thôi nha. Ai lấy comment giúp em. Nói tiếp đi. Tiếp cho. Mọi người ơi, em có bộ này nữa nha mọi người, ai lấy thì comment giúp em. Hoa văn nha. Ai lấy thì comment giúp em nha, 35 ngàn nha. Phải cắt tê nha, 35 nha. Dạ quần đùi nha Ly Trần. Quần đùi nha. Có quần lửng luôn nha, quần lửng bây giờ em có like đó chị. Có quần lửng nhưng mà mẫu khác chứ không phải là cái mẫu pyjama nha. Pyjama có quần đùi. Ai lấy thì comment giúp em nha, hoa văn nha. 35 thôi nha, quần ngắn nha. Quần ngắn nha mọi người, ai lấy thì comment giúp em nha. Hồng mèo. Ok Ly Trần nha, Ly Trần hồng mèo của Ly Trần nha. Ủa
chị Nguyễn Phạm này, chị hỏi hay là chị xem chị. À chị Nguyễn Phạm lấy trước rồi nè. Da ma ngầu. Nguyễn Phạm lấy, chị Nguyễn Phạm lấy trước rồi nha chị Nguyễn Thị Kim Lan ơi, nhưng mà chị Nguyễn Phạm cho em xin thì chị số điện thoại mới chốt được nha. Nhưng mà chị không chốt là em để chị đi chờ nha. Chị Nguyễn Phạm cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn nha, rồi em mới chốt được cho chị nha, còn không là em để chị Ly Trần nha. Chị Ly Trần có địa chỉ số điện thoại luôn rồi nè. Bỏ bình đi. Nguyễn Phạm mới tỉnh cọc cạc. Xíu tỉnh qua Tết thì vui lòng trong ngày hôm nay cọc cạc giúp em Viettel 20 nha. Chị Nguyễn Phạm ơi, chị có lấy không? Chị lấy comment liền giúp em địa chỉ số điện thoại nha. Không em để chị Ly Trần nha. Chị cho chị lại inbox liền. Chị ơi chị inbox liền giúp em nha chị. Chị inbox liền nha, ngay giúp em nha. Chị inbox liền giúp em luôn nha. Inbox qua nick Phạm Hiền Oanh em nha. 40.000 nè mọi người, ai lấy không comment giúp em xám nha. Xám nha, 40.000 đẹp lắm nha. 40.000 xám. Ai lấy comment giúp em xám nha. Xám nha. Xám nha. Ok đi lấy bên kia chị lấy. Nói chị Ly Trần là ok đi. Nói thôi tôi đi lấy hàng tôi lấy. Thật mà nó không có. Có còn nó nhiều. Ok nha. Dạ ok chị nha. Có gì xíu đi lấy hàng lấy thêm nha. Ok chị Ly Trần luôn nha. Em ở Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nha chị. Chị Hà Trần ơi. Ghi ra lắm. Rồi cái bộ mèo lấy. Ok chị Ly Trần, chị Nguyễn Phạm luôn nha, có cho hai chị luôn nha. Cái đó xíu lấy hàng lấy thêm nha chị nha. Đây ai lấy comment em xám nha. Đây pyjama xám 40.000. 40.000 một cái pyjama. Ai lấy comment với em xám. Xám 40.000 pyjama, ai lấy comment với em xám nha. Em ở Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nha chị Hà Trần ơi. Nguyễn Phạm mới có số hội. Vui lòng inbox liền giùm em địa chỉ luôn nha. Mấy chị sợ lỡ thông tin thì vui lòng inbox giùm em luôn địa chỉ số điện thoại. Inbox luôn địa chỉ nha. Bộ đâu đi mọi người. Nhung cái gì vậy? Nhung nhung. Có bộ Doraemon này mấy chị ơi. Comment giúp em Doraemon nha. Doraemon nha, comment giúp em Doraemon nha, 40.000 một bộ nha. Doraemon nha, 40.000 một bộ nha. Doraemon 40.000 một bộ, ai lấy comment giúp em Doraemon nha. Doraemon nha. Đây vịt nha. Comment giúp em vịt nha. Comment giúp em vịt được rồi nha, vịt 40.000 nha. Vịt 40.000, pyjama vịt 40.000 nha. Vịt 40.000 nha mấy chị, Doraemon 40.000 luôn. Nhân màu cát. Có bộ đồ nhân màu cát. Vịt nha, pyjama vịt nè, 40.000 nè. Giờ cái quần vịt lên luôn. Ok. Quần vịt này chị ơi, quần đùi. Nó giống như cái bộ trước á, giống như bộ hồng mèo thôi, mấy cái này giống nhau hết nha, khác màu thôi. Đây chị nha, coi dễ nha. Quần ống rộng nha. Cao tơ đẹp nha. Ok chị Nguyễn Phạm nha. Đồ vịt của chị Nguyễn Phạm nha. Mọi người ơi, lấy cái xám này không mọi người, 40.000 thôi nè, xám nha. Còn mấy chị xám nha. Xám đẹp lắm nha. Có xin hỏi xíu nữa inbox thì chị. Đây nha mọi người, xám nha, comment em xám nha. Cọc kẹt luôn, không biết được. Cái tay nửa đồ á. Đây nha, em có màu hồng đậm đấy nha mọi người. Ủa chị Nguyễn Phạm ở đâu Nguyễn Phạm ơi? Chưa cho em địa chỉ đây, không biết chị ở đâu hết á. Dạ pyjama dưa hấu không có chị ơi. Em không có nha chị. Pyjama cầm mấy em một cam nha.
comment giúp em màu cam nha, 40.000 thôi nè mấy chị ơi, comment giúp em màu cam. Cam nha, ai lấy comment em cam nha, pyjama nha, 40.000 thôi nha. Cam nha, 40.000 cam nha. Cam không nha. Không. Dạ không. Ship được, nó là ship được nhưng mà không có chắc là những trước Tết hay sau Tết. Không có chắc tỉnh đi mà tới tham nữa đi mà. Thì kêu báo cáo. Nói với chị cọc mà. Ủa chứ sao hồi nãy ai hỏi ship sau Tết? Nè, Nguyễn Phạm này qua Tết ship được không chị nè? Thì bởi vậy tôi biết kêu là cọc kẹt đó. Chị Nguyễn Phạm ơi, bây giờ ship được nhưng mà chị cọc cạc cho em nha. Rồi em gửi nhưng mà em không chắc là chị nhận trước Tết hay là sau Tết thôi nha. Còn ship nhanh đó, nhận trước Tết nhưng mà phí ship 50.000 lận chị ơi. Ship thường thì sợ qua Tết mới nhận được á. Ship thường thì qua Tết nhận được nha, 35.000 ship thường đó chị. Cọc cạc giúp em nha. Hồi nãy bà hỏi qua Tết đó, cứ nghĩ là qua Tết mới lấy đó. Bà hỏi cái chuyện gì mà. Ừ, thì bây giờ hỏi là giờ ship không biết. Mọi người ơi, em có đồ phi bóng nè. 30.000 thôi nè, phi bóng này 30.000 thôi. À, lấy comment chấm bi nha. Ok Nguyễn Phạm nha, cọc cạc giúp em 20.000 nha. Ship thường thì sợ qua Tết mới nhận được nha chị nha. Cọc cạc mới ship. Cọc cạc Việt theo 20 giúp em nha. Trong ngày hôm nay giúp em nha mấy chị. Cọc cạc hôm nay 20 ngày giúp em nha. Ai đặt sau Tết thì em cọc cạc. Dạ ok chị Nguyễn Phạm nha. Chị cạc trong ngày hôm nay tối cũng được nha chị. Chấm bi phi bóng 30.000 nha. Ai lấy comment giúp em chấm bi nha. Comment giúp em chấm bi nha. Chấm bi nha, 30.000 phi bóng. Phải phi bóng nha. Phải phi bóng nha, 30.000 nha. Phi bóng thì bằng ship bi, ship bi ship nhanh. Phi bóng nó đi. Dạ ok chị Nguyễn Phạm. Phi bóng chấm bi này có 30.000 thôi mấy chị ơi. Ai lấy phi bóng không? Phi bóng chấm bi này có 30.000 thôi nè. Đây nè, phi bóng chấm bi có 30.000 thôi à. Hoa phan này có 35.000 thôi nè mọi người. Bộ KT hoa phan này có 35.000 thôi nè. Pyjama luôn. Nhiều giá lắm nha mọi người. Mỗi cái giá khác nhau. Đóng lên cái áo rồi dơ cái quần. Cái quần nó xếp nhanh, cái áo gấp gấp luôn. Đây là Kitty hồng nè mọi người ơi. Cái này có 30.000 thôi là dây nha. Kitty hồng bằng dây nha, có 30.000 thôi nha. Kitty hồng này 30.000 thôi nha mấy chị nha. Comment giúp em Kitty hồng nha. Kitty hồng nha, có 30.000 thôi. Ra tê luôn nha, 30.000 thôi quần đùi hết. Mọi người ơi, ai xem thì comment giúp em một giấm nha. Xe giùm em luôn nha. Đây là cái lô kia mà chưa like kìa. Chưa lô gì đây. Còn có đàn chung nữa nè. Cái này là mấy like rồi. Ý, mẹ cái ấy có mọi người có cái trang. Mọi người ơi, ai đang xem cho em xin một chấm với lại một lượt chia sẻ like nha mọi người ơi. Cái gì vải cái kia hồng gì kìa. À phải Kitty hồng là KT luôn nha chị nha. Kitty hồng là KT luôn nha. KT luôn nha chị nha. Phải Kitty hồng là KT luôn nha, quần đùi luôn nha. Dây nha, nó là dây nha chị. Ta lấy comment Kitty hồng giúp em nha. Comment giúp em Kitty hồng nha. Cái có màu trắng nó nhảy vô ngoài đây nè. Quá thiệt nào luôn. Mọi người ơi, em muốn quần legging không mọi người? Quần legging của em có 30.000 à, sale có 30.000 à. Alex comment giúp em Kitty hồng nha. Dây nha, bằng dây nha. KT luôn nha. Dạ ok chị Ly Trần nha. Dạ ok chị Ly Trần nha, Kitty hồng của chị Ly Trần nha.
Dạ ok nha chị Nguyễn Phạm. Dạ Kitty Hồng có người lấy rồi nha chị Nghi Trần. Nghi Trần ơi, Kitty Hồng có người lấy rồi nha chị. Kìa, Nguyễn Phạm inbox rồi kìa coi coi. Đây Nghi Trần nha. Nghi Trần. Mọi người ơi, có váy body nha mọi người ơi, tay ren nha. Em có nhiều màu lắm. 35 nha mọi người ơi, em nhiều màu lắm nha mọi người. Đây là màu đỏ đô nha mọi người, không phải đỏ tươi nha. Xem bộ thu đông kìa. Hai tay có ren nha. Có nhiều màu không mà. Có, tống. Tại nãy cho hết gối mà nè. Bộ thu đông này nhỏ lắm mấy chị ơi. Nhỏ xíu à. Con nít mặt cũng được nha, mấy đứa con nít mà to 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 xíu á. Đây mấy đứa nít cấp 1 á, giờ mấy đứa nít cấp 1 á. Đây nha, thu đông vậy nha, em có nhiều màu nha. 40 ngàn nha mấy chị. Thu đông này có 40 ngàn nha đây. Mẫu này form này rất là nhỏ nha. Cái này là dạng của con nít nhỏ nha. Đây. Đó nha mọi người, áo tay dài nha. Tầm 40kg đổ lại thôi mọi người ơi. Đây. Thu đông nha. Thu đông mọi người nha. Bộ thu đông này là dạng cho con nít 40 hoặc là người lớn 40kg giờ xuống nha. Hồi nãy cái đầm này hồi nãy em có màu đỏ nha mọi người. Em có màu hồng nữa nha. Ai lấy comment giúp em nha, đỏ hồng nha. Thu đông này có nhiều mẫu, nhiều màu nhưng mà em cho xem cái mẫu trước nha. Chị nào thích thì nói em lấy màu cho xem. Có màu đen nữa nha mọi người, ai lấy màu trắng nữa nha mọi người, ai lấy thì comment giúp em nha mọi người ơi. Đỏ đô, hồng, trắng, đen, ai lấy comment giúp em nha, 35 thôi nha. Mọi người ơi, áo len nha mọi người. Áo len nha, 35 thôi nha. Em có hai màu nha, màu đỏ với lại màu cho là màu da đi. Màu da nha mọi người. Ai lấy comment giúp em nha. Da đây. Da hoặc là đỏ nha. Áo 35 thôi nha mọi người. Áo len tay dài nha mọi người. Đỏ đây nha mọi người. Đây là đỏ nha. Ai lấy comment giúp em nha, da hoặc đỏ nha. 35 thôi nha. Em có áo len cổ trụ nha, cổ lọ nha. Cổ lọ nha mọi người ơi, ai lấy comment giúp em nha. 35 ngàn một cái áo thôi nha mọi người. Giờ Tết rồi, nhiều người về quê lạnh lẽo. Về quê lạnh lẽo lắm nha, lạnh lẽo nha. Mua về nhà, mặc cho ấm nha mọi người ơi. Mọi người ơi, ai lấy thì cầm chia sẻ giùm em nha. Cho em xin một chấm nữa nha mọi người ơi. Áo len sexy nha mọi người. Ai lấy comment chị ơi, giúp em chị sexy nha. Sexy mà. Hơi bị sexy. Thì tập vậy đi. Ai lấy comment giúp em nha, sexy trẻ, nha. Trẻ phai nha, trẻ phai nha. Có chất cơ ngay cổ nha mọi người. Em chỗ này nha mọi người. Trẻ phai vậy nha mọi người. Đó, nha mọi người. Ai lấy comment giúp em nha. Người ăn xem bóp rồi. Con gái chưa mà ai đang xem thì cho em xin một trắng nha mọi người. Bò đập thở like nha đói mà không dám ăn luôn á. Áo len cổ lọ có 35 nè mọi người ơi. Có len cổ lọ này có 35 à. Cổ lọ nha có. Đó, cái này 30 rồi mọi người ơi. Sorry nha, cái này có 30 thôi. Này có 30 thôi. Cái này có 30.
Mình hồi giấc thôi. Dạ. Mình hồi giấc. Hả? Mình hồi giấc. Ai đang xem xin một chấm với nha mọi người. Ai đang xem xin một chấm mọi người. Đây nha mọi người ơi, cái này là ai cao cao quá thành cái áo áo phông dài á, còn mà lùn 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 thì thành cái đầm luôn cũng được nha. Đây nha mọi người, trẻ vai nha, trẻ vai nè, có hai cái dây nè cho tê nha. Đúng không? Có màu hồng với màu đen nha. Về ta đi chớ lạnh quá. Vô đồ đi lên dắt cái đồ đi đâu. Có màu hồng với lại màu màu đen nha mọi người. Ai lấy comment giúp em nha. Hồng nha, hồng hoặc là đen nha. Đây nha. Đầm nha mọi người, đầm nha. Đầm nha, trẻ vai nha, cái áo nha. Đầm nha. Hồng hoặc là đen nha, có màu đen nữa nha. Ai lấy comment giúp em nha. Mọi người ơi, ai đang xem cái sụp chấm nha. Đợi đợi đông 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 rồi lai tiếp nha mọi người. Cho xin lục chấm cho mọi người, đông đông rồi lai tiếp nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ giúp em đi, mọi người nhớ phải chia sẻ giúp em nha. Nhớ chia sẻ giúp em nha. Mọi người nhớ chia sẻ giúp em nha mọi người nha. Nhớ chia sẻ giúp em nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người nhớ chia sẻ giúp em nha. Mọi người chia sẻ giúp em đi mọi người ơi. Ai đang xem kênh xin một chấm em mới like tiếp nha. Không em ngưng like nha. Ai đang xem kênh xin một chấm nha. Ai đang xem xin một chấm nhé nha. Mọi người muốn xem gì mọi người ơi, ai đang xem xin một chấm nha. Ai mới vào cho em xin một chấm nha. Có ai mới vào chưa xem không ạ? Còn ai mới vào mọi người, ai lấy một pyjama phi bóng này không mọi người, có 30.000 à. Pyjama phi bóng có 30.000 nha, ai lấy comment cho em chấm bi nha. Có 30.000 một cái phi bóng này thôi. Có 30.000 cái phi bóng mà mọi người ơi. Con để em cầm cái cao rồi cột. Nhà nó xíu à, đưa gỗ khác cho luôn. Gỗ cái nó gọn. Đưa gỗ khác cho luôn. Thân là dùm. Dùm cái bộ. À đúng rồi. Đây là ta. Cái bộ hoàng hoa này hồi nãy đi lẫn lẫn á. Đó. Đó. Phải phải. Cái bộ lẫn nha. Bộ hoa này, đây nè, cái này nè. Đó, cái màu đó đưa vô luôn. Ai mới vào cho em xin một chấm đi mọi người. Còn ai đang xem xin một chấm em mới like được nha. Ai đang xem xin một chấm nha. Chết quá không like được nha mọi người. Ai đang xem xin một chấm em mới like tiếp nha mọi người nha. Ai đang xem xin một chấm nha, em đang dọn bớt. Cho em xin một chấm mọi người ơi. Pyjama phi bóng chấm bi ai lấy không? 30.000 thôi.
thôi. Cầm lên giúp em chấm bi nha, 30.000 thôi phi bóng. Mọi người ơi, ai lấy bộ lửng này không mọi người? Cho tên Thái nha, hàng Thái nha mọi người ơi. Ai lấy thì comment giúp em nha, 65k thôi nha. Comment giúp em hồng bò nha. Ai lấy comment giúp em nha, quần lửng nha, hàng Thái nha, hàng Thái nha. Lấy comment giúp em nha. Mọi người ơi, ai đang xem cho em xin một chấm với lại chia sẻ like giùm em nha mọi người ơi. Em mới like tiếp được, chết quá em mới like được đâu. Còn bộ phi bóng này 30.000 thôi nè mọi người. Màu xanh kitty nha, 30.000 thôi nha. Phi bóng nha, quần đùi nha, 30.000 thôi nha. Ai lấy comment giúp em xanh nha. Xanh nha, xanh nha. Đây bộ này xanh nè mọi người ơi, phi bóng 30.000 một bộ, 30.000 một bộ. Ai đang xem cho em xin một chấm đi mọi người ơi, chia sẻ like giùm em nha, em mới like tiếp nha.
ngồi xếp đi. Tính rồi nè, la đi. Ai xem quần legging không mọi người? Quần legging nó sale có 30 ngàn à mọi người ơi. Quần legging sale 30 ngàn, có còn màu xám với màu hồng ruốc này nha. Quần nha, quần legging 30 ngàn nha, màu hồng ruốc với màu xám nha. 30 ngàn thôi nha, 30 ngàn thôi nha, quần legging 30 ngàn thôi. Quần ngắn nha mọi người. Ai lấy comment giúp em nha. Nâu đen nha. Có dây cột nữa nha mọi người. 35 nha. Đây. Đây để em đưa gần cho mọi người coi nha. Màu nâu đen nha mọi người. Ai lấy comment giúp em nâu đen nha. Quần ngắn nha. Có dây cột nha. Ai lấy comment giúp em da bò nha. Màu da bò nha. 20 thôi nha mọi người. Đây. Cái này là quần phong nhỏ nha mọi phong người. Phong nhỏ nha mọi người. Tầm cỡ người 40kg đổ xuống thôi. Con nít mặc cũng được nha mọi người. Con nít mà nó lớn món á, mặc vừa luôn nha mọi người. 40kg đổ xuống thôi nha mọi người. 20 ngàn thôi nha. Em còn hai cái nha mọi người. Đây em còn hai cái màu giống nhau nha. Ai lấy comment giúp em da bò nha. Với lại em còn một cái quần jean lửng nha mọi người. Size 28 nha. 30 nha. 30 nha mọi người. Size 28 nha. Size 28 nha. 30 ngàn thôi. 30k thôi nha mọi người ơi. Ai lấy jean lửng nha. Quần jean nha. Jean lửng nha. Jean này có thun nha. Co giãn nha. Đây lửng nha. Ai lấy comment giúp em nha. Jean nha. Jean đó 30k thôi đó mọi người. Xin lửng còn một cái duy nhất nha. Mọi người ơi, chia sẻ like giùm em nha. Mọi người ơi, cho em xin 1 chấm ai đang xem nha. Chia sẻ like giùm em nha mọi người. Áo F-Fi có 30 ngàn nè mọi người. Anh thích là mọi người có một kem với một rõ đuôi nha. 30 ngàn thôi nha, áo F-Fi nha. Áo F-Fi nha. 30 ngàn thôi, vải phôn nha. Có màu kem với lại màu đỏ nha. Màu kem với màu đỏ nha. Có màu kem với màu đỏ nha mọi người. Màu đỏ nè mọi người ơi, màu đỏ nha. Màu đỏ nha. Bẹt phai nha. Mọi người ơi, ai lấy cái baby doll này không mọi người ơi? Baby doll trắng nha. Form rất rộng nha mọi người, em mặc thử rồi, rộng lắm. Em 60kg, cao 1m65 nhưng mà mặc rất rộng nha. Đầm gì cũng, bầu gì cũng mặc được hết nha mọi người. Ai lấy thì comment giúp em nha. Baby doll nha, màu trắng nha. 40k thôi, đầm baby doll nha. Ai nếu như mà ai cao giống em thì mặc thêm cái quần jean ở trong nha. Ai thấp thấp người nhỏ con á thì khỏi mặc nha. Mặc quần trong thôi được rồi. Nếu muốn kín đáo thì hãy mặc quần jean. Chúng ta hãy luôn kín đáo nha mọi người nha. Form rất rộng nha mọi người. Bầu bí gì cũng mặc được hết á nha mọi người. Bầu bí mướp gì cũng mặc được hết nha. Lúc trước em lấy một cái rồi, lúc trước em lấy một cái màu hồng nuốt rồi, bây giờ còn một cái nè. Đây 40 thôi nha mọi người ơi, form rộng nha. Mát nữa. Đây, đằng sau đây. Đằng trước chứ, đây là đằng trước nha. Đằng sau nha. Đằng sau cổ có một cái nút nha, gài vô nha. Ai lấy thì comment giúp em nha, đầm baby doll nha. Còn đúng một màu trắng thôi nha, rất đẹp luôn. Mọi người ơi, ai thích cái mẫu thôi nha. Chứ không phải cái em đang bận đâu nha, cái em đang bận em mua rồi. Cái mẫu thôi nha mọi người. Mẫu trà, mẫu bẹt vai nha. Đây nè, em còn đúng một cái thôi. Đây. Đây nha mọi người, ren nha. Ren màu màu gì đây? Màu kem nha. Màu kem nha, em tạm gọi này là màu kem nha. Đây. Dáng giống em nha, cái kiểu của nó giống em nha mọi người. Ngày hôm qua em lo nhưng mà em thích nó rồi em hốt luôn. Đây mặt rất đẹp nha. Đẹp vai nha. Ai có xung quay xanh đẹp đẹp á đem ra khoe luôn. Nha mọi người. Xung quay xanh đây. Nè nha mọi người, ai lấy comment giúp em nha. Đây. Rất
rất đẹp nha, có hai cái dây cột cột ở đây nha, cột có tay tay áo như vậy nè. Ai lấy comment giúp em nha. 40 nha. Này 40 nha mọi người, liền nha. Đây, em zoom lại gần cho xem nha. Đây. Hai à, lớp nha mọi người. Hai lớp nha mọi người, không sợ lộ hàng lộ gì đâu, không mặc có lợi đâu. Baby doll đi, mặc thử kìa. Rồi rồi, ok, để mặc cái baby doll cho chị nha. Cho chị bé Đào. Đây chị mặc luôn cho ở đây tao rảnh. Baby doll còn đúng một cái một thôi nha mọi người ơi, lấy đi. Rất đẹp nha. Lộn rồi, quay lại quay lại. Đây mình mặc luôn, đứng ở đây mặc luôn. Dục ở đây. Là chế mặc luôn hả? Ừ, chờ chồng vậy luôn. Nhớ baby doll này rộng lắm nha mọi người ơi. Đây nha mọi người, còn đúng một cái một thôi nha. Đầm baby doll nha mọi người. Ai cao cao thì mặc thêm cái quần jean vô nha. Đây mọi người nha, đầm baby doll kiểu da rộng lắm nha, form này nha. Đó, đó form rộng như này. Rất rộng nha mọi người, rộng lắm luôn á. Đó. Còn ai, ai ai thích ôm á về nhà bóp em nha, bóp em vậy nè. Đó bóp em là ra form nha. Hoặc là lấy sợi dây nịt buộc ngang hông cũng được. Beo thì xài beo. À xịt dây beo. Đây bóp này vậy nè mọi người, rộng lắm nha, cái này form rộng nha. Mình thả vậy nè, đó. Form bao rộng luôn nha. Form rộng đôi lắm, bầu bí mướp, mướp xào gì mướp gì cũng được hết nha. Nha. 40.000 còn đúng một. Còn đúng một cái duy nhất luôn nha mọi người. Em hút cái màu hồng hồng rút rồi nha mọi người. Mặc rất rộng nha. Em 60kg em mặc vẫn vừa nha mọi người. Lai sơ mi nha mọi người. Sơ mi nha mọi người ơi, sơ mi nha, sơ mi nha. Sơ mi nha mọi người, kiểu sơ mi nha nhưng mà vải là vải thun nha. Dành cho những người trung niên nha. Sơ mi thun á. Sơ mi thun nha mọi người, ai lấy thì comment giúp em nha. Sơ mi báo nha. Mặc đi làm cũng được. Nha mọi người. Ai lấy comment giúp em nhiều nè. 40 nha mọi người, ai lấy comment giúp em nha. Vải co giãn nha. Mặt mát lắm. Mọi người ơi, ai đang xem cho em xin một chấm nha mọi người. Với lại share like giùm em nha mọi người. Đây, sơ mi sọc caro đỏ. Ai lấy comment giúp em nha. Sơ mi đỏ nha, sơ mi đỏ nha. Mọi người đây 35 thôi nha. Ai lấy comment giúp em nha. Sơ mi đỏ nha. Em cũng có sơ mi tay ngắn nữa nha mọi người ơi. Chấm bi nha, chấm bi đỏ nha. 30 nha. Bi dài đấy. 30 nha mọi người, tay dài là 35 nha mọi người. Còn cái áo hồi nãy của em là hàng hàng chất lượng á, nên em phải bán 40. Tại vải nó mặc mát, chứ lại vải nó co giãn nữa nha mọi người. Ai lấy comment giúp em nha, ngắn chấm bi nha. Sơ mi ngắn chấm bi nha, ai lấy comment giúp em nha, 30 thôi nha. Áo sơ mi tay dài em cũng có màu hồng nữa nha mọi người. Hồng caro nha. Hai màu nha, đỏ hoặc hồng nha. Ai đấy thì comment giúp em nha. Sơ mi dài, dài đỏ hoặc hồng nha. Sơ mi ngắn em cũng có hai màu nha mọi người. Một là chấm bi, hai là màu hồng đậm nha. Cứ cho là cái này là hồng đậm đi nha mọi người. À cái này có khuyết vai nha mọi người. Khuyết vai nha. Khuyết vai nha mọi người. Đây khuyết vai nha. Ai lấy comment giúp em nha. Sơ mi khuyết vai nha. Đây, em có một cái một thôi. Đây. Ai lấy comment giúp em nha. Sơ mi ngắn. Sơ mi ngắn 30 nha mọi người, sơ mi dài 35 nha mọi người. Ai đang xem thì cho em xin một chấm với lại chia sẻ like giùm em nha mọi người.
mọi người set áo dây nha, áo dây nha, áo dây ngắn nha. Đây, một set là 40 40 nha mọi người, một set nha, quần đây mọi người ơi. Quần nếu như quần ống rộng nha, qua gối nha, nhưng mà không dài đâu, qua gối, qua gối nha. Nếu như mà người thấp thấp người á thì mặc dài nha, không dài được rồi. Đây 40 nha mọi người, ống rộng nha, hai màu nha mọi người, màu sọc nha, sọc nha, ai lấy comment giúp em nha, sọc nha với lại hồng nha, hai màu thôi, em còn có hai màu à, sọc với hồng nha, ai lấy comment giúp em nha. Áo nhúm nha mọi người.